chỗ không biết không? Lũi ông nội. Lũi. Tao quay ngược rồi đắng tao bơi đắng đi không chịu đâu. Lên bờ mới được chó lội theo hồi nó chết luôn. Chủ chào cô chú anh chị nha. Hôm nay lâu rồi. Từ cái bữa mà Vũ thăm lờ đến nay thì cái luồng này cũng rất là lâu rồi. Hôm nay thì Vũ đi thăm cùng với hai anh em, một thằng ở trên Long An, còn thằng ở dưới Bạc Liêu đi lên nha. Heo mội, heo nọc. Tấp 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 ở đây có hai cái đây luôn nè. Tao mở mạng luôn cái gì? Rồi. Ôi. Dính hay là làng lên. Luồng lời hôm nay lâu dữ. Không thấy gì chưa người ta. Trời ơi, cái sặc không hả? Cái sặc không hả? Đặt lại luôn đi. Kìa, thấy cái lợ không? Ê, gung ginh rồi, gung ginh rồi. Ờ, có. Đổi tay cái gung ginh liền. Gung gì đây, gung gì đây. Né để quay cho cô chú anh chị coi chứ. Con gì? Ê, con cua ông nội ơi. Có thấy nó gung ginh mà. Cua. Nè. Đây, cắt tách con cua luôn đi để nó kẹp cái lợ. Thấy con Vinh mà kỳ ta. Ông đổi tay coi nào hên nhất. Trời ơi. Sao mà nhổng cái lợ nó dữ vậy? Ê ê ê ê ê, có hàng, có hàng. Nhổng cái lợ lên. Nhổng đít lợ lên nè. Trời ơi, con cá. Xúc cái cây ra luôn rồi nè, không lý luôn nè. Trời ơi. Trời ơi. Ôi, xà bá luôn. Trời ơi, trời ơi. Bạn chơi nước luôn rồi ạ. Bắt ra đi. Bỏ vô tôi lưới đi cho chắc. Phan Linh đặt lại cái Linh. Tính lấy lại luôn hả? Cái này được ha. Này vô ký rồi. Cục cái đuôi vô kìa. Bị cái gì cắn. Vô là lâu quá. Không giờ bỏ lâu quá trời luôn. Đây, đặt rồi. Trời ơi, con cá này sao nó hên như vậy? Nè. Trời ơi, cái lỗ không nổi mẹ. Đâu cái lỗ này nó nhổng lên. Nhổng lên trên đi. Trời ơi, nè cái lỗ. Không ra. Thôi về đi luôn đi, lấy về giá luôn. Cá gì mà nó hên trời. Hả? Thay cái mới vô. Thay không? Mà... Ừ, thay luôn. Ông bằng ở đây nhiều lắm mà. Trời ơi, chó nó chạy kìa. Chưa cục chống lục bình bên kia. Bên đây. Chỗ đó đó. Đó từ từ. Đừng có lũi vô lùm cây nha, ông không đó. Có gì là tao phóng trước đó. Hai chồng ở đâu vậy? Vô đây. Còn chó chạy tới đi lưu đi kiếm kìa. Ăn từ từ coi xúc cây một cây. Ơi cái loại sao trội trong rồi. Ê tới rồi. Ôi vô. Ốc bù đen này nè. Cái con không à. Có bù đen ở đây không? Hai con gì đó. Hai con bù đen luôn. Bắt luôn. Mèo nó cử mà có lý ta. Ai? Đó. Sao?
ông ở cử có lý không nha. Đủ vậy nha. Ở cử gì là sao? Ở cử á. Là sao? Cử gì mới được? Vô. Máu mua rồi chưa? Rồi, rồi, trời ơi con chó kìa. Cô chú anh chị nhìn thấy nó xiên ghê không? Xuồng lắm chưa đi, nó có lỗi gì không á? Tao đâu mà lỗi tới đó á. Vô lụm hết rồi. Con còn nó nhỏ xíu rồi lắm vậy. Nhiều con. Hay chỗ này nó hơi trống quá, chạy không được nhiều. Rồi lướt ra. Này nè, đâm thẳng vô đó luôn. Vô cá sặc á, nó mới vô được cá bự. Ừ. Vô ừ. 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 Có cá sặc đâu. Ây da. Đứt nó. Rồi rồi tới rồi. Này chắc không chạy rồi. Trời ơi. Ốc mu đen. Hai con luôn. U đen ngoài đây thì nhóc à. Ừ. Tao nghi một hồi chắc chìm cái xuồng quá. Chứ cái gì rồi. Rút nó được không? Rồi rồi rồi. Cái này chắc chết rồi. Ây da, trời ơi. Ê, vô gạo rồi khơi đồ đen cái gì đen không vàng bắt luôn chiều mình về mình nướng. Ây da, hôm bữa thì cô chú anh chị có hỏi là còn vỗ đám này tháng chưa, thì mới đám hôm qua hôm kia hai ngày, cho nên luồng lờ này bỏ khá là lâu lắm. À, hôm nay thăm một lần là nhiều lời lắm, thăm hết luôn. Hôm nay hơi bị đuối nha, cái còn bắt hồi víu tay luôn. Bỏ nó vô ấy đi, nhãn hấp bu không bắt vàng nhỏ xíu không vàng hấp bu mọi luôn. Con này ốc lát đâu nè. Ủa? Ốc lát hả? Ốc lát chà bá luôn. Đâu vàng trời, phải không? Ừ. Ốc lát rõ ràng. Trời, bắt con vàng bố ốc lát ghê. Thấy cái lợi chưa? Rung kinh không? Từ từ thấy rồi Linh này. Nãy giờ cái con không à? Rồi cái này chắc không chạy quá. Ý cái gì? Con nữa. Con này nhỏ hả? Con điệt trời. Trăm cái không? Bữa nay hả? Vài chục hả? Trăm cái là thăm quýu luôn đó. Một vàng à. Xích trước chút. Tới luôn. Ở đây quá. Ở đây nè. Hút rồi. Chết cha, cái máy nó chạy vô đây hay gì, vỏ chạy vô đây không? Ừ, chạy đi rồi. Lấy hai tay lên bưu vô. Dạ cái quá là lần sau là chừng. Ê, trời ơi, chìm xuống. Thấy chưa? Làm từ từ thôi. Đúng kinh không? Rồi. Thằng Linh thúi vậy. Mấy lụm hôm. Mới lụm hả? Hai ốc đen chà bá luôn. Đâu? Mà sao mà ốc đen dữ ha? Ốc có rồi mà bự luôn à. Cũng không có ốc bự vậy? Cởi sao? Tắt mé đi. Dạ. Nước hơi nhiều nha. Tính ra nó lội sông hay lắm, bộ lội theo hoài luôn đó. Không đi lên bờ. Lội kìa. Bè. Tới cục lục bình trước này Linh nè. Thăm nó không? Dạ đứt vô tròn Linh thăm cái nè. Để coi nó xui thiệt không? Tỷ lệ đây bên đây nè. Tròn Linh nó thăm nè.
trong đó đó, sát mé trong đó đó. Ê rồi tao thấy cái gì rồi, chổng cái đít lên rồi, sát mé Linh, đừng có dạch quá nha, nhổng đít rồi. Cái gì không? Cua. Trời ơi hai con cua. Ôi thằng này nó mới lụm thiệt rồi. Cua không? Giết đi, giết đi. Có gách không? Coi có gách lỗ nào không? Hai con cua trời. Ác thiệt chứ. Ê. Đưa vô cái càng rồi. Ai da rồi. Ai da đâu rồi. Rồi, dính rồi. Rồi. Ủa cái lợi ở đây mà ta. Ăn từ 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 lên đây. Ủa cái lợi ở đây mất tiêu rồi. Hay gì? Đây mà nhớ hổng bắt cá đây mà. Cá bự lắm. Quá trời. Tới luôn rồi, tới chú bà. Đi thăm lời cái này chắc chuyến sau chắc ngon à. Ủa? Ờ à, thấy à, thấy à. Chà, sập cây rồi. Tao hôm tao không có lụm nè. Coi nè, lên ơi, sập cây rồi. Nè, xích cái cây ra nè, cô chú anh chị coi nè. Mà không biết còn cá không nè. Trời ơi. Tính cái chơi chết rồi. Sập cây luôn, tính đâu có gạo rồi. Queo cái chơi của bọn. Nó quắn hôm được hay trời. Vô nó quắn gì đó mới sập cây đó. Tính đâu một bậy rồi. Ai về. Con cá chê. Hai tài xế này lái quá trời lái. Vỏ vô nữa gì đó. Vô luôn, vô luôn. Rồi, tao thấy có bù đen rồi. Một bầy ốc luôn. Trời ơi. Không. Dốc dữ vậy. Đổ ra hết đi. Bù đen kìa trời, con cạnh cạnh nha. Rồi, tới nơi luôn. Ngay luôn. Thấy cái lợi nhõng nhõng đít lên nè. Có con gì không đây? Gắn cu đinh gì không? Ý, ý, ý. Vô rồi, vô rồi. Trời ơi, cái gì đây? Trời ơi, có con mà mới nhảy. Cục nổi à. Đổ ra luôn đi. Xếp 3 cây lại. Ốc nhiều quá kìa. Rồi con cá này bự quá chứ. Đổ ra nó nhảy rồi. Không nhảy đâu. Được thủ con cá được rồi. Thủ cá nha. Rồi chừa mấy cái sặc lại đi. 3 cá sặc 4 con hả? Vậy à. Ê, cho miếng lục bình vô đây cho nó mát mát ha. Ừ. Cho lên đi coi nó xui không. Hôm nay nhất quá tam nhì ba cái. Nãy giờ nó hai cái phải không? Đây à. Nó cái lỗ đó. Vô vô này. Cái cho nó ngoài nó mặc chó nó ăn cái gì vậy? Bôi nhà ầm luôn. Ra ra. Ra đút cái máy vô quay gần cái thứ đi. Cho nó xui, coi chừng nó xui thiệt đó, nó xui chơi đâu. Có luôn á. Có không? Không. Đừng nói gì, cõi dở đâu. Cái gì? Cõi dở. Cái gì vậy? Đúng rồi. Cặp đít không? Ui. Ê, có kìa. Ê, mình cặp luôn. Ngon. Vô rồi, vô rồi. Vô rồi. Sao không dậy như vậy? Cái gì? Cái gì? Cái gì mua cái lốc? Ơi, vậy này. Thằng này đâu phải là xui đâu. Hên hên chứ không có chui. Đổ cái luôn đi.
dở gì con cá im ghê trời, không dậy luôn tính đâu hụt rồi chứ. Thấy gì nó im ra, nằm đâu nằm ra vậy. Tại có con cá dậy á, cá dậy nằm yên á. Trời ơi, cái dậy đã. Chưa đâu, hồi qua khu kia á, mình thăm tới khu kia là cá dậy dữ đó. Con cành cành không? Vô rồi, vô rồi. Tính ra đâu có xui đâu. Cá này cá của ông ba tôi đấy nè. Rồi. Rồi nãy giờ không để cái vỏ này sau lưng quay chán nó chướng cái chỗ. Rồi con cá dậy nè. Rồi cá dậy nhỏ. Chưa già. Nè để sau lưng đi. Thấy cái giật cái lờ lại cái. Ừ lội ra đây nè. Đó. Dính vip rồi. Rồi đúng rồi, lũ vô luôn. Thẳng vô. Ôi, rồi hút rồi. Đang coi tình hình đi. Ê, vô nữa rồi. Bữa nay là trúng mánh rồi. Trời ơi, cái gì vậy? Một đống ốc luôn. Trời ơi. Ủa? Trời ơi, con cá rô tảng tư. Đổ ra luôn khai, đổ bỏ đi, quá trời. Cá rô hết sức cá rô rồi. Được chừng chục con này ha, bữa nay được chục con này về kho tiêu. Hết hồn cá rô mập. Nhanh nè. Nhìn là biết cái lời bỏ lâu rồi. Ốc có đóng rồi kìa. Ôi. Ai da. Xịt máu. Con này bỏ ngoài đi, đừng bỏ vô nó nè. Bỏ ngoài. Kìa, cái gà lỗi kìa. Bưng nó lên đây ra. Cho nó ngồi sao đi. Ở đây cũng được. Quýu hết trơn kìa, quýu hết trơn kìa. Rung trứng hết trơn. Ăn từ từ nha. Cái dấu đâu mất tiêu rồi ta. Không biết nữa. Hình như đó đúng rồi hả? Đây nè, lỗ thì. Phải không ta? Đổ vô coi biết gì. Không phải. Lộn tiệm thôi. Lộn tiệm thôi. Giật giật vô thấy cái dấu ở trong là nó đó. Lấy tay bư á, gãy cái dầm mà họ là ở đây luôn á. Thấy chưa? Xuống cái trong ơi. Thấy không? Cá gì? Làm ghê vậy? Nhảy vô. Nên thình nè. Bỏ hai con. Thì dễ chân luôn. Ê hey. Mới thấy giật giật hay nè. Trời ơi cái gì dữ rồi. Biết cái gì không? Ui. Điên rồi ba con luôn. Banh cái lợn luôn. Ở đâu mất kêu cái cây rồi. Đây nè. Không xộn chứ đâu cá gì dữ rồi. Chút đâu có gà đâu. Không? Bắt được con gà. Trời ơi. Đành lòng đi chứ tính đâu vô rồi. Chịu có cá lóc kiến nướng luôn. Ê gắt không? Gì mày? Gì gắn gâu? Gắn gâu vô là rồi, cái là không có cá rồi. Anh Hên có con nào không? Sao im lặng như vậy? Trời, cái gắn kìa. Cái cá gì vậy? Cái gì? Cái gì? Cái đó luôn. À, cái gắn thú quắc luôn. Đâu kiến nữa? Gắn gâu.
bắt ra. Lôi đầu ra. Lôi cái đít nó ra. Ừ, rồi, rồi. Tao sợ con này lắm. Nhìn thấy con gắn này cái gọi gọn xịn nè. Miền chưa? Giúp đi. Bắt cái giày ra. Cũng lính nó thăm còn cái giày của ta. Nắng quá nắng. Còn mấy cái nữa mình trả ngược lại. Ê ê. Ê ê. Ôi. Đâu rồi? Nổi. Lính đi ra. Con cá gì mà nó quậy dữ vậy trời. Vô lại vậy. Vô lại ơi. Quậy nó đụng 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 vậy. Thời trang này. Ừ, thời trang đi. Trời ơi, không lát hay bu vậy? Lát kìa. Rồi, tiếp tục. Ủa, bu vàng hả? Đưa cho đặt lại đi. Có cái sặc nào không bỏ vô, đem con nè. Có rồi, hai con mà. Ở đây có hai con rồi. Rồi. Ok, đúng đúng đúng. Có rồi, có rồi, có rồi. Cái không chạy quá. Rồi gãy cái cây luôn. Đó. Giật cái lợi kìa. Đó. Chim. Chim. Rồi, các không chạy. Trong gông cái lợi. Mới thăm xong một luồng của chú anh chị thì cũng được số cá nè. Bây giờ tiếp tục mình cuộc hành trình đi thăm tiếp. Cũng bọn bọn rồi đó. Dốc bông vàng. Đây mở màn cái nữa coi. Ai mở màn đây? Tắp tắp vô tròn khao mở màn nha. Kìa. Chà. Ây dồi. Ây dồi. Ây dồi. Con gì á? Gì sao ấy được? Sao mở được? Này chiếc nước nhảy dưới rồi chứ sao mở được? Nè, anh ba đi. Thấy đeo gùng kinh được. Đeo gùng kinh mà không biết còn gì. Cảm mọi người. Trời ơi, con chó đi theo nữa kìa. Xin thiệt chứ. Có gì á? Bự không? Chị trắng. Thấy con Vinh có con ta. Ồ, con cá rô nè. Ây da da. Nào thăm lỗ này đây. Ai thăm? Thăm đi. Tao nãy giờ tao thấy nó hơi xui xui rồi đó. Vô luôn. Tới luôn bác tay ơi. Rồi, tao thấy không linh này. Thấy không yên rồi bác tài ơi. Và nó vui vẻ. Thấy chưa? Ê con gì? Ê ê ê ê. Không phải. Con chim con gì á? Nó ở trong đây nó bay ra nè. Không phải, con chim bự lắm. Lấy không? Đúng mít. Ác thiệt vô đúng mít rồi. Phình 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 phình. Phình phình không? Cầm lên nó phình đó. Thả chú ngay thì bụng cho bá luôn. Chưa, chưa hết rồi. Con gì? Anh nằm im ru à. Hả?
bự luôn kìa. Gai không có nghe Linh ơi, gai bóm không có nghe. Mấy anh em vừa đi thăm lòi mà vừa bắt mấy con ốc này luôn nè cô chú anh chị. Ốc lát với bu đen nè. Ở đây có trên mặt thì có con ốc lát nè. Ốc lát bên đây. Hai con ốc lát. Một con bu đen. Cái lóc cái này. Cái này cái. Bỏ nó vô trong máy luôn. Lỗ gúng lội ra ngoài á. Cái. Rồi đặt lại nha. Ê ốc ốc lát kìa, hai ốc lát nữa kìa. Phải không? Con lát con bu. Rồi. Ủa xuống lụm được mấy con luôn kìa. Ghê gì. Ở đây mấy khu này thì ốc lát nhiều lắm cô chú anh chị. Ốc lát nó lắng sàn ốc bu của mình luôn. Ốc bu vàng thì ở đây ít lắm. Mừng lung bào không. Gì? Kha đâu rồi? Đợi gì? Ừ. Hả? Nè, để đi. Lắm. Đừng có dẹt quá, đừng dẹt quá. Có cái dấu của mình á. Sao sao vô hả vậy đó, cái gì đó trời ơi, cái sặc con bành bành không bắt luôn. Ốc siêu to không vàng cái đó đó trời. Đổ đi, đổ đi lên đây, cá bự không ổn quá. Mở ra chút ra. Ốc bù vàng chán, chán. Tính đồ vô rồi. Đổ vô luôn hết luôn. Những cái sạc luôn. Bắt chết trời. Cái sạc chà bá không, cái này mà về muối chiên cái hết bài. Trời ơi trời. Con cá gì mà ăn cá gô luôn kìa, thấy không? Sao không thấy con cá gì nằm trong lỡ như vậy? Cua. Con cua là chết tao đó, rồi. Một lỗ chà bá luôn, thiệt tình cua thiệt. Rồi, bỏ cái lời luôn. Thấy gì á? Không. Nè, xách về luôn, cỡ cây xách về luôn đi. Con cá đó, cá gô đồng hơn, cá gô gì vậy? Biển. Nó biết. Hay thiệt con cua. Có vô con gì không? Dẫn lên coi, gắt rồi đó. Hai cái hôm rồi. Biết ngay. Trời ơi cái lỗ. Thôi lấy về luôn. Gắt này hai cái ba cái. Trong này dắt dữ lắm, dắt nghe mấy chú. Rồi có hàng. Cái loại này có rồi. Cái nhỏng đít rồi. Nhỏng đít mà kỳ vậy. Có cái lời nhóm đít mà cơ. Không gách không gì hết luôn. Trời nắng này đi chắc dắt ít. Nên cái này lên. Thấy không? Hùng vinh trời đất rồi không? Rồi con cái sặc gì là cái lợi không gách đâu. Đặt lại đi. Luồng này hôm nay thắt dữ vậy ta. Hàng cái nè. Đó. Rồi cái lợi cho bá vô không thấy hả? Anh xui à. Đó 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 đó.
sao mà không? Có gì? Chà bá luôn. Thôi coi lên cá này bự gì? Thằng này nãy giờ khủng nhất rồi. Gì đó mà dám nó không có. Mày bó hôm vậy? Con túm gì mới ngon chứ. Con này cái nhất. Cái cuối cùng luôn. Hết luôn rồi đó. Gắt mấy cái lời luôn trời. Này con. Trời, nhất rồi. Đây. Rồi, bỏ hả tôi lướt ra. Cái cuối cùng dính được con cá lóc bự luôn. Xuống không thấy cái lời cũng kinh hả? Tính đâu không dính hả? Dạ, để dắt nha. Nè. Nhóc. Đây, chỗ này mới có nè, hơi dính. Nãy giờ có dầm dầm không? Có bờ này không? Nè, nè. Đẩy tôi lại. Nè, đâu? Cái này mới có. Thôi lội ra ngoài đi. Đây hồi là đeo kẹo luôn đó. Chỗ này có. Đi. Rồi, vậy là xong rồi đó. Hết lợi luôn. Ờ, bị gách cũng nhiều quá chứ ba cái gì. 1, 2, 3, 4 cái, 5 cái, 6 cái. Lội luôn hả? Quá đuôi. Về tắm hay về đi đâu nữa không? Không biết, đi vào bản. Ừ. Đi cha gà điện nữa đi. Rồi thôi thì video của Vũ thăm lời đến đây cũng kết thúc nha cô chú anh chị. Chiều nay mà có làm mồi gì ngon mồi bén á thì Vũ sẽ ghi hình tiếp cho cô chú anh chị xem. Hôm nay cũng được mới cá. Heo nọc lội. Heo nọc lội nổi đít. Nè nè. Nè em nè em nè. Đó đó đó. Bị với tao rồi. Đôi tao vô luôn. Đôi vô luôn. chết 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 chó luôn.